Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa triệu tập điều tra để xử lý một nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay với lãi suất cao. Nhóm này gồm Ngô Sĩ Huy, Ngô Sĩ Hạnh, Bùi Công Thức và Ngô Sĩ Nhật quê ở tỉnh Thanh Hóa vào thành phố Buôn Ma Thuột thuê nhà trọ ở phường Tân Thành để hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng. Các đối tượng này đã in hàng loạt tờ rơi quảng cáo có ghi số điện thoại đi rải trên nhiều tuyến đường ở thành phố Buôn Ma Thuột. Khi người nào điện thoại hỏi vay tiền, nhóm này đến ngay nhà họ xem xét, tìm hiểu thông tin. Nếu thấy có giấy tờ tùy thân rõ ràng và có khả năng tài chính, thì cho họ vay với lãi suất từ 304% đến 319% trên một năm. Mức lãi suất này cao hơn 15 đến 16 lần so với lãi suất cho vay theo quy định của pháp luật. Hiện, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nhóm này theo quy định của pháp luật.